Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 7. Tại nhiều nước trên thế giới như là Nhật, Mỹ, Thái Lan, lễ viếng Tổng Bí thư tại các đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc các hội đoàn người Việt đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều đại diện cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, người dân địa phương và kiều bào Việt Nam. Tại Mỹ, công tác chuẩn bị của lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được thực hiện rất chu đáo, trang trọng. Đại diện nhiều đoàn ngoại giao và hội đoàn nước ngoài và kiều bào cũng đã đến viếng. Tại Thái Lan, quyền đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành chia sẻ tình cảm và sự kính trọng của lãnh đạo, nhân dân Thái Lan và kiều bào đất nước Chùa Tháp nói lên rất nhiều điều về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, coi trọng việc phát triển và mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan, là người trực tiếp vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lễ viếng tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Cùng thời gian trên, lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ hơn 5 giờ sáng ngày 25 tháng 7, nhân dân đến viếng tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đến 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, nhân dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ treo cờ rủ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quảng trường Ba Đình. Đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, lễ treo cờ rủ đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đánh dấu thời điểm diễn ra lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7. Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn giải băng tang thực hiện nghi thức treo cờ. Vào thời điểm diễn ra buổi lễ, thời tiết Hà Nội nhiều mây, rất đông người dân, trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên đã có mặt ở quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến lễ treo cờ rủ. Khi lá cờ được kéo lên, người dân đã không kìm được nước mắt, xúc động. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Tối 25 tháng 7, không có lễ hạ cờ như thường lệ mà lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong 2 ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày qua, nhân dân cả nước đều thể hiện sự đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo của Ban lễ tang, quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Song trong những ngày qua, nhiều cơ quan tổ chức, nhà dân trên đường phố Hà Nội và các địa phương đã thực hiện treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Theo chương trình lễ tang, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động, cài đặt VNID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Kính tiễn biệt nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Dẫu biết rằng cuộc sống là hữu hạn, cũng không ai có thể thoát khỏi quy luật của tạo hóa, sinh lão, bệnh tử. Nhưng sự ra đi của Tổng Bí Thư đã khiến mọi người dân tiếc thương. Sáng nay, ngày 25 tháng 7, người dân trên mọi miền đất nước sẽ đến viếng kính tiễn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, về đất mẹ. Trước giờ phút ấy, đông đảo người dân, cán bộ ở khắp nơi đã chia sẻ, dành những cảm xúc trân trọng, tiếc nuối với người lãnh đạo đáng kính, bình dị, chọn một đời vì nước, vì dân. Sống chan hòa, tình cảm. Ông Nguyễn Minh Quang, một cựu chiến binh, thành viên của Tổ chức An ninh Trật tự Cơ sở Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nơi gia đình Tổng Bí Thư sinh sống, cho hay, từ khi biết tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông và lực lượng gìn giữ an ninh trật tự của phường được huy động chốt ở các góc phố Thiền Quang, Trần Bình Trọng, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cho ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7. Đây cũng vốn là nhiệm vụ thường xuyên của Tổ chức An ninh Trật tự phường. Nhờ vậy, có đôi lần ông Quang được tiếp xúc với Tổng Bí Thư. Đó là một nhà lãnh đạo đáng kính, giản dị, ông Quang nói. Còn bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí Thư Chi Bộ 8, Đảng Bộ Phường Nguyễn Du cho hay, gia đình bà chuyển tới số 9 phố Thiền Quang từ năm 2000 và có duyên làm hàng xóm với gia đình Tổng Bí Thư từ đó đến nay. Bà con khu phố nghe tin bác ấy mất, ai nấy đều buồn. Bác ấy sống tình cảm, gắn bó, bác ấy và gia đình là một tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo. Bà Hiệp nói, rồi bảo, những năm trước đây, mỗi lần đi làm về, ông hay xuống xe trước cửa nhà, dừng lại một lúc nhìn dãy phố, vẫy tay chào hỏi mọi người khi gặp gỡ. Chúng tôi là tổ trưởng tổ dân phố, xấp xỉ tuổi với bác. Hai người thi thoảng trò chuyện với nhau. Có lần gặp, bác ấy dí dỏm với ông nhà tôi. Ông là tổ trưởng gương mẫu, còn tôi là công dân của phố. Là lãnh đạo lớn, bận việc nước, nhưng với khu phố, lúc nào bác ấy cũng mong mỏi mọi người cùng hòa lòng, hòa thuận, đoàn kết để xây dựng cuộc sống tốt hơn, bà Hiệp nói. Ông Nguyễn Mạnh Cường, 62 tuổi, cựu cán bộ, nhân viên của tạp chí Cộng sản, cho hay, ông có cơ duyên làm hàng xóm với gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hơn 10 năm. Giai đoạn 1986 đến 1996, ở tập thể tạp chí Cộng sản số 16 phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Tập thể là một ngôi nhà xây kiểu Pháp cũ, cao 3 tầng, gồm 8 hộ gia đình ở. Gia đình Tổng Bí Thư lúc đó có 5 người, gồm bà cụ thân sinh của Tổng Bí Thư, vợ chồng ông và hai người con, sống trong căn phòng 25m2 ở tầng 3. Tôi kém Tổng Bí Thư 18 tuổi nên gọi ông là chú. Chú Trọng là người giản dị, gần gũi với bà con lối xóm. Còn cô Mận, phu nhân của Tổng Bí Thư, bà Ngô Thị Mận, là người hiền hậu, chất phác. Nhà tập thể gia đình, chú tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Con cái của chú đều được giáo dục gia giáo, là người lễ phép. Ông Cường nhớ lại. Hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cao đẹp nhất. Ông Trần Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nói, dẫu biết không ai có thể thoát khỏi quy luật của tạo hóa, sinh lão, bệnh, tử, nhưng ông thật sự như nghẹn lại khi nghe tin Tổng Bí Thư qua đời. Tuy không được hữu duyên gặp trực tiếp ông, nhưng qua truyền thông, tôi cảm nhận được ở con người ông là một nhà trí thức với kiến thức uyên bác, một nhà lãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương con người. Ông Tùng chia sẻ. Ông Tùng còn bảo,
ông thật sự rất ấn tượng với quá trình kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Qua đó, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Không chỉ những chủ trương lớn, tầm nhìn vĩ mô mà ông còn dành thời gian quan tâm đến tất cả các ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng, từng thành phần của giới và tầng lớp nhân dân bằng sự quan tâm, chia sẻ, động viên chân tình, sâu sắc. Xin được kính cẩn nghiêng mình, kính chào tiễn biệt một người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một người con xuất sắc của dân tộc Việt Nam, một phong cách giản dị, một nhân cách vĩ đại. Tổng Bí thư ra đi là một nỗi mất mát to lớn, lòng tôi chịu nặng khi nghe tin ông. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ và cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cảm nhận của anh là người mang phẩm chất đạo đức, trí tuệ của người lãnh đạo đứng đầu Đảng. Dù đã có tuổi nhưng hàng ngày Tổng Bí thư vẫn đau đáu với sự nghiệp cách mạng của đất nước, chăm lo vì lợi ích của người dân. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận. Vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn với những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất cho đời. Câu nói ấy khiến tôi, một người trẻ, một đoàn viên, luôn trăn trở rằng mình phải sống sao cho xứng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân đi trước, phải sống để cống hiến và xây dựng đất nước sánh vai với Nam Châu. Tổng Bí thư đã sống và để lại những di sản vô giá cho đời, đã sống và có sự nghiệp vẻ vang, trọn vẹn. Tuy ông đã ra đi, nhưng những đóng góp to lớn của ông dành cho đất nước sẽ luôn được các thế hệ trẻ mai sau mãi ghi nhớ. Xin tiễn biệt người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Biểu tượng cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Thượng tá Trần Quang Phú, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân chia sẻ: mình chưa bao giờ quên được kỷ niệm khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư trong chuyến công tác của Bác về thăm vùng 4 Hải quân vào ngày 5 tháng 5 năm 2016. Trong buổi nói chuyện, Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, động viên mọi người đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng cao đẹp của người cộng sản kiên trung để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa học tập noi theo. Nhớ lời dặn đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Waltheim-Effenberg, kiều bào Pháp chia sẻ: khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông và bạn bè mình không ai nói gì, tất cả đều bàng hoàng. Từng có cơ duyên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Pháp năm 2018. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tâm trí Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng là người rất giản dị, bao dung và khiêm nhường. Tổng Bí thư dặn dò kiều bào nhiều điều, đặc biệt là về công tác đại đoàn kết toàn dân. Bác nói cộng đồng kiều bào ở nước Pháp phải thật đoàn kết với nhau để tiếp tục cùng lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bác cũng dặn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phải đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Ông Hưng cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại hai di sản lớn nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và chính sách ngoại giao cây tre. Bức ảnh treo trang trọng trong căn nhà sàn. Bà Hờ Giam Brong, ngụ xã Ia Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk chia sẻ: bản thân tôi vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
trong lần ra Hà Nội dự lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số vào tháng 12 năm 2017. Khác hoàn toàn với tưởng tượng của bà, Tổng Bí thư rất thân thiện, gần gũi, tạo cho bà cảm giác như mình đang gặp, đang nói chuyện với một người thân ở buôn làng vậy. Cũng hôm đó, bà được chụp ảnh với Tổng Bí thư. Bức ảnh đó nay vẫn được treo ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà sàn. Hôm đó, Tổng Bí thư ân cần dặn tôi cố gắng làm kinh tế, giúp gia đình, tạo công ăn việc làm cho bà con buôn làng. Giờ bà làm được rồi, hợp tác xã thổ cẩm của bà phát triển tốt. Thế nhưng, bà không còn cơ hội gặp Tổng Bí thư nữa.